Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Cố Định Tết. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cố định tích cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của cố định tết Sepodosim Công dụng và chỉ định Sepodosim được dùng dưới dạng uống để điều trị các bệnh từ nhẹ đến trung bình ở đường hô hấp dưới, kể cả viêm phổi cấp tính mắc phải ở cộng đồng. Để điều trị các nhiễm khuẩn nhẹ và vừa ở đường hô hấp trên thí dụ đau họng, viêm amidan do streptococcus pyogenes nhạy cảm, sepodosim không phải là thuốc được chọn ưu tiên mà đúng hơn là thuốc thay thế cho thuốc điều trị chủ yếu. Sepodosim cũng được dùng để điều trị những khuẩn đường tiết niệu thể nhẹ và vừa, chưa có biến chứng. Sepodosim cũng được dùng để điều trị những khuẩn thể nhẹ đến vừa chưa biến chứng ở da. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Dùng theo chỉ định của bác sĩ Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc Lưu ý khi sử dụng. Trước khi bắt đầu điều trị với Cefpodoxime Procetin, cần hỏi cẩn thận xem bệnh nhân trước đó đã từng có phản ứng quá mẫn với Cefpodoxim, các cephalosporin khác, penicillin hoặc với các thuốc khác không. Cần chỉ dẫn cho bệnh nhân là các kháng sinh chỉ nên dùng để điều trị nhiễm khuẩn, thuốc không dùng để điều trị các trường hợp nhiễm virus. Tác dụng phụ. Phần lớn các tác dụng không mong muốn là tác dụng phụ trên dạ dày ruột có bản chất nhẹ và thoáng qua bao gồm tiêu chảy, phân lỏng hoặc đi ngoài nhiều lần, đau bụng, buồn nôn, khó tiêu và đầy hơi. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. tương tác. Probenicid giống như với các thuốc kháng sinh nhóm beta-lactamase khác, sự thải trừ cefpodoxime qua thận bị ức chế bởi probenicid và kết quả là diện tích dưới đường cong AUC của sepodosin tăng khoảng 31% và nồng độ cao nhất trong huyết tương tăng 20%. Các thuốc gây độc cho thận, mặc dù chưa ghi nhận độc tính trên thận khi dùng, Sepodosin Procetin riêng lẻ, nên kiểm soát chặt chẽ chức năng thận khi dùng Sepodosin Procetin đồng thời với các thuốc đã biết có khả năng gây độc cho thận. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm cố định tết, đồng thời biết cách sử dụng cố định tết, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé! Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.